Tứ phương thiên vương, tức là bốn vị thiên vương trấn giữ ở bốn phương: Đông phương thiên vương, Nam phương thiên vương, Bắc phương thiên vương và Tây phương thiên vương. Một, Đông phương thiên vương. Theo tiếng Phạn, tên của vị thiên vương này là Đề Đa La Cha, Trung Hoa dịch là Trí Quốc, Trí tức là trì hộ. Vị thiên vương này gìn giữ và bảo hộ quốc gia cùng tất cả chúng sanh. Đông phương thiên vương có 99 người con trai và đều được gọi là Nhân Đà La. Trong các vị thần do Đông phương thiên vương thống lãnh thì có một số là hương thần, thần thích hương thơm, và một số là xú thần, thần hôi thối. Hương thần là ai? Đó chính là Cả Thất Bà trong Bát Bộ Quỷ Thần. Trên đầu có một cái sừng. Cả Thất Bà rất thích người hương thơm, thế đánh hơi thấy nơi nào có hương thơm là liền chạy về hướng đó. Ngọc Đế tức là Nhân Đà La Vương có một loại hương gọi là hương trên đàn. Khi nào đốt hương này lên, Cả Thất Bà ngửi được thì liền đến và khải đàn tấu nhạc cho Ngọc Đế nghe. Bởi Ngọc Đế vẫn còn trong lục dục thiên, chưa ra khỏi cảnh giới ngũ trần, cho nên còn thích nghe Cả Thất Bà tấu nhạc. Vậy Cả Thất Bà là nhạc thần của Ngọc Đế mà cũng chính là hương thần. Trị quốc thiên vương còn thống lãnh cả xú thần, thần hôi thối. Xú thần này có tên là Phú Đơn Na, đi đến đâu là hôi hám thối tha đến đó. Đây cũng chính là vị Phú Đơn Na được nhắc tới trong Chú Lăng Nghiêm. Bản lãnh cùng thần thông của xú thần chính là phóng ra mùi hôi, và hễ đến nơi nào thì nơi ấy liền có mùi hôi thối nồng nặc. Hai, Nam phương thiên vương. Theo tiếng Phạn, tên của vị thiên vương này là Tỳ Lưu Ly, Trung Hoa dịch là Tăng trưởng,